làm món cá bún kho tàu đúng không nào? Bây giờ mấy bà đem cá đi ướp với gia vị, một chút muối, đường, hạt nêm và nước mắm, đặc biệt cho một tí ớt bột. Sau đó đảo qua đảo về và cá mấy bà phải ướp trên 30 phút thì con cá nó mới cứng được. Vì hành tỏi và bỏ thật là nhiều dầu. Vì sao? Khi mình kho cá bởi dầu thì con cá nó mới cứng được. Đem cá xếp sắp ra và bỏ một chút đường, sau đó đổ nước vào và lắc đều để cho những cái gia vị này nó tan vào nhau. Và nhớ tuyệt đối không dùng đũa, vì sao? Nếu dùng đũa thì cá của mình nó sẽ bị nát. Và cứ để lửa rưu thì từ đồng cái nước mà con cá nó ra và cái nước nãy mình thêm vào nó sẽ được cô đặc lại, thì sẽ cho ra một con cá rất là cứng. Đây là cái bí quyết mà để mình có được một cái nồi cá bún kho tàu nguyên con. Sau khi mà đã kho xong rồi thì nó chỉ còn lại cái dầu, mấy bà chỉ cần dùng muỗng vớt cái dầu này ra, thế là xong một món cá bún kho tàu siêu ngon. À, thì để mà làm món này tăng hương vị, mấy bà phải cho thêm một chút tiêu và ớt ở bên trên nữa thì siêu đỉnh. Chúc mấy bà làm món này thật là ngon và thành công nhé. Follow tôi để có thêm nhiều món ngon mỗi ngày thế nào. Thank you.